Sahara, sa mạc nổi tiếng và lớn nhất thế giới, có tuổi đời lên đến 2,5 triệu năm. Nơi đây từ lâu đã được biết đến với khí hậu ẩm khô, những triền cát mênh mông và nguồn nước cực kỳ khan hiếm. Khí hậu khô càng khiến sự sống tại đây trở nên thiếu thốn. Tuy nhiên, vào 20 tháng 1 vừa qua, tuyết đã rơi dày đặc trên sa mạc Sahara sau khi gió lạnh tràn về thị trấn Ensefra. Thậm chí, có nơi tuyết dày đến gần 1 mét, khiến nhiều người thích thú đùa giỡn và trượt tuyết ngay tại nơi từng là sa mạc nóng nhất thế giới. Nhiếp ảnh gia Zachary Kamel, 38 tuổi, người chụp lại những bức ảnh đặc biệt này cho hay: tuyết đã bắt đầu rơi dày từ 1 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 1, thậm chí có nơi tuyết dày đến 1 mét. Vào dịp Giáng sinh, nơi đây cũng xuất hiện tuyết rơi, song chỉ lác đác. Được biết, lần cuối cùng sa mạc Sahara có tuyết rơi là vào năm 1979, tức là cách đây khoảng 38 năm. Cụ thể hơn, vào ngày 18 tháng 2 năm 1979, đã xuất hiện một trận mưa tuyết khoảng 30 phút, khiến bề mặt sa mạc được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng. 38 năm sau, hiện tượng đặc biệt này một lần nữa diễn ra, nhưng tuyết rơi ngày càng nhiều hơn. Thậm chí, các bé có thể thoải mái đùa nghịch ngay trên chính những cồn cát của sa mạc. Được biết, đây là lần đầu tiên tuyết rơi nhiều và dày nhất tại Sahara. Chính hiện tượng đặc biệt này đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, nhiều nhiếp ảnh gia lẫn du khách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.